Dạ, em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về cái. Ôi, em có khóm đèn dầu này đang hoa này. Khóm này với cả khóm này là hoa xanh với khóm ở trên kia các bác. Kia có một khóm. Bác nào lấy cả hai khóm là 100.000 bao ship nhá. Nhưng mà chắc là em nhổ ra gửi thôi. Cái này em không bón phân, không tưới nước. Cứ để cho nó sống một cách tự nhiên. Thì các bác có thể thấy là số lượng hoa nó ra nó không đủ này. Đây. Thường nó sẽ có 4 đến 5 bông hoa cơ. Đây như cái nụ này thì đủ đấy. Đấy cái này thiếu. Tuy nhiên hoa cũng tương đối là đẹp. Đây là dòng đen rô màu. Không phải đen rô nắng. Hôm nay em có thêm một cái em bán cái chậu. Chậu này là chậu trắng hoàng voi. Cái này là cây trắng của Việt Nam. Cây này đang có hai lụ. À, đợt trước là do em có mấy cây ám cổ Văn Giang, thế là có 3 cây, thế là em để đây luôn. Thế là không kịp trồng, thế là về sau nó cũng mọc và nó đẻ phát triển như này. Cây trắng hoàng voi này thì một mắt là bị ốc ăn, bây giờ đang chuẩn bị lên móc thứ hai. Cái này là em chưa sử dụng thuốc diệt ốc chứ gặp em thì. Đấy, cái này là em lấy từ hồi tháng 4 năm 2021. Bây giờ tự nhiên các bác có cả hai giống luôn, vừa trắng hoàng voi vừa ám cổ Văn Giang. Cái này em lấy 150. À đâu, cái này em lấy cái này 200. Đấy, nguyên một chậu này là 200, có hai giống luôn. Cái này thì đang chuẩn bị lụ. Đây là cây trắng hoàng voi này của Việt Nam. Hai là em có 3 giò cáo đây. Đấy, một giò cáo ghép lũa cũng nhiều năm rồi. Nguyên một giò cáo đây, các bác thấy rêu xanh hết rồi. Một giò hai thân, 3 giò này bác nào lấy cả thì là 300 bao ship. Cáo này thì ship nó hơi lặng tiền các bạn. Đấy. 3 giò 300. Hôm nay em có ít cáo. Cáo với cả cây ám cổ Văn Giang với cây trắng hoàng voi. Còn đây là cây mắt trâu. Mắt trâu này thì do năm ngoái là nó kém các bạn. Đây. Ngọn nó không đủ nuôi, nó khô nó không đủ nuôi, chỉ còn những cái phần giống này thôi. Đấy. 100 một cành. Đây các bác có một cành dài này 100 này. À, bác nào lấy hai cái cành dài thì em hoặc lấy cả chậu đi. Cả chậu 300 các bác. Đấy. Cả chậu mắt trâu. Mắt trâu lưng xanh. À mắt trâu Phú Thọ. Mắt trâu ấy. Nó. Hai một cành. Mày vừa rơi từ trên xuống rồi. Không phải. Đấy, hôm nay em có mấy loại đấy các bạn. Ở trong nhà em thì cũng khá nhiều loại. À đây có một chậu phi điệp này, 150 này đang nụ này. Cái này xanh sạch này. Xanh sạch nhưng mà hoa nó nụ nó chỉ thế này thôi. Chắc là nó ra hoa tím. 150 nhưng mà cái này chắc là em gỡ ra gửi thôi. Đấy. 150 các bạn. Đấy, còn cáo đây là những cái hàng ở trong vườn nhà em, lâu lâu em lấy làm ít em bán. Ngoài này thì là địa lan Trần Mộng, em vẫn bán là 90.000. Trần Mộng Xuân. Đây, kỳ phi điệp vẫn 200 là 5 là 40 kỳ đây các bác này. Đấy, tầm này kỳ phi điệp lên phát triển tốt rồi. Đấy mà đợt này mà không có những cái cây nào mà đợt này mà nó không ra mầm các bác. Đây. Hoặc là em muốn ra kỳ ở đây thì em sẽ cho kỳ duy xanh hoặc kỳ duy đỏ vào đây cho nó ra luôn. Đấy, nếu mà thấy nó yếu quá. Còn kiếm xanh Huế gieo hạt thì em vẫn bán là 50.000 một cây. Lấy từ 4 cây là bao ship. Xanh Huế với Phan Chí là 4 cây là bao ship. Bên trong này thì có một chậu Huế này là 8 triệu. Huế thân rất to đẹp. Còn Phú Thọ này thì chỉ là 100 thôi. Đây em có một thân tơ. Đây có hai thân Phan Chí này. Bác nào lấy cả hai thân này 1 triệu này. Đấy, rất là rẻ đây. 1 triệu là hai thân Phan Chí. Còn Vị Hoàng thì chỉ có 500 một thân tơ đẹp thôi. Đây. Rất là tơ và đẹp luôn. Đây nó đẻ từ thân này ra. Và bây giờ đang bắt đầu mọc mầm rồi.
lá nó khoảng hơn 2,5 đến gần đến 3. Các cái mắt Phú Thọ thì em vẫn bán nhé. Đây là hai mắt là 40.000 này, còn đây một mắt đó là 20.000 này. Đấy, mắt Phú Thọ đấy. Đấy, 20.000 một mắt. Một số bắt đầu nó cũng bắt đầu sưng dần. Còn đây một chậu Huế sần này thì 1,2 triệu thôi, hai thân. Đấy, 1,2 triệu là được hai thân rồi. Chỗ này là khí sần với cả khí sần với cả vỏ thông. Nhà đang trồng mới lại hết mê vị hoa. Đây em còn chậu Huế này. Huế em cũng còn khá nhiều các bác. À đây có một cái Điện Biên mẹ con đây, 600 này các bác nào sưu tầm này, thân tơ tít này. Đây lá của nó Điện Biên ngay từ bé lá nó rất là sờ, rất là dày và cứng. Có thể nó là loại dày nhất trong các dòng lô hội đấy. Chậu thì bây giờ em có đang có chậu 25, giả gỗ 25 này 8.000 và giả gỗ 30 là 11.000. Còn cái giả gỗ 35 là 17.000. 35 này thì có những cái đỏ to hơn này. Còn chậu nhiều lỗ thì có 17, 17 là 3, 19 là 4, 21 là 5. 21 là 5 và 23 là 7. Đấy. Nhiều lỗ và cái lỗ ở dưới đáy thì nó cũng tương tự nhau là 23, 21, 10 23, 21, 10 9, 17. Thì giá cả nó cũng là 3, 4, 5, 7. Còn cái chậu giả đất này thì em bán là 6.000. Chậu đá này là phi 38. Chậu đá bẹ phi 38 đây là em bán là 13.000. Còn cái chậu đỏ to này là 20.000, chậu phi 48 này. Vỏ thông thì em vẫn có số 1. Đây là số 1 là 12. Số 2 là 16 và số 3 là 18. Còn đây là giá thể trộn. Đây, giá thể trộn theo tỷ lệ là một đá bọt, hai dớn và ba vỏ thông. Đấy, nó tạo ra thành giá thể hỗn hợp này trồng được luôn. Loại này là em bán là 22.000 một cân, bao ship. Còn mảnh dớn này là 20.000 một cân. Đấy, các loại phân thuốc em rong rêu em vẫn cung cấp đầy đủ. Rêu rừng em. Đấy, rêu này. Rêu 40.000 một cân. Ben 1 Hùng Nguyễn. Ben 1 là 60. Các loại gờ đông mo như là 630, 20 đều này. Mùa này thì các bác có thể bón bất kỳ. Loại này thì vừa thân cứng vừa nhanh ra hoa. Còn loại 30-10-10 thì nó làm cho cây mập và dài rất nhanh. 30-10-10. Còn 20 đều thì nó phát triển theo kiểu quanh năm. Nghĩa là phát triển ổn định, các chỉ số đều bằng nhau. Bên trên là các loại như là B12 30.000, Lân này, Bencola 25. Còi báo động, còi này rất là hiệu quả, rất là bền luôn. Tại nhà em cũng có dùng, cái này 108. Fisan. Fisan 55. 12-48 là 90. Phân thì em có phân cá ốc. Cá ốc cá hồi, cá ốc này là một túi này. 69% hữu cơ luôn. Hữu cơ thì nó sẽ ký hiệu bằng chữ O, chữ M này. Đấy, sản phẩm này là nó liên quan đến cả Global rồi. Còn phân cá thì là cá ốc này thì em bán với giá là 35.000 một túi, bao bách. Thêm một thái là 25. Phân Hàn Quốc là 120. Phân vàng Mỹ. Phân vàng này nó có chỉ số của nó là 14 đều các bạn. 14 đều là 150. Còn phân chì Nhật đây, đấy, phân chì Nhật 14 13 3 là 101. Còn phân trắng Nhật là em bán là 220. Đấy, phân trắng Nhật đây này. Đấy. Đây là loại nhiều lân kali và rất nhiều chất. Móc đây, móc 90 này em bán 3.500. Bọc nhựa, còn móc nhựa 80 là 3.000. Còn móc kẽm thường thì đây. Kẽm thường 90 thì là 2.500, còn kẽm thường 80 là 2.000. Rêu sâu là 3.000, 30.000 một hạng. Phân chùn quế là 50.000 một cân. Đây, đây phân cá đây. Rồi cả các bác.